Chào toàn thể các bác làm thợ đánh cờ bạc nhé. Ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác mới chơi là cách cắm que keo dùng để đánh vạc. Thì đối với đánh con vạc hoặc đánh con cò thì nó cũng tương đồng như nhau thôi anh em ạ. Còn cách cắm thì nó khá đơn giản. Đối với con cò con vạc thì thường thường là khi mà nó anh em đánh ở mặt chua mặt ao ấy thì nó sẽ tạt thường thường từ dưới mặt ao vào, thì đâm ra những cái que đầu tiên này anh em này. Đấy, cái hàng đầu tiên này thì chúng ta là phải cắm ngửa ra ngoài. Đấy, cắm chéo ngửa ra ngoài thì tỷ lệ nó được nó sẽ cao hơn anh em. Còn các bác cắm thẳng như thế này là nhiều khi vạc nó tạt vào nó đậu ngay đây này. Đấy thì là sẽ không được. Đấy, còn đánh vạc ấy thì khoảng cách là anh em cứ cắm tầm khoảng 25 phân đấy, trên một que. Đấy, ngọn cách ngọn này anh em này. Đấy, ngọn cách ngọn như thế này là 25 hoặc là 30 cũng được, bởi vì cánh con vạc nó rộng, nó không như con cò. Con cò đấy anh em cắm từ 23 đến là 25 phân. Đấy, còn cắm thì cái những cái hàng đầu thì chúng ta sẽ cắm ngửa kiểu như thế này. Đấy, con nào tạt mặt ao thấp thì nó sẽ dính ở hai que đầu. Ví dụ là con nào mà nó tạt ở mặt cao hơn thì nó sẽ dính ở cái hàng tiếp theo. Còn thời điểm này ngoài miền Bắc ấy thì con cò và con vạc thì bắt đầu nó di cư khá là mạnh rồi anh em. Đấy thì các bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về keo thì liên hệ số điện thoại để góc màn hình video. Còn đây là cái keo A1 chuyên dùng để đánh cò vạc nhé. Keo này đánh thời điểm này ngoài miền Bắc thì rất là thích hợp. Nó sẽ không bị chảy keo anh em. Đấy, còn về hàng này thì chúng ta vẫn cứ cắm ngửa nhé. Hàng này chúng ta vẫn cứ cắm chéo ngửa ra ngoài. Vạc xuống thì chỉ dính một que thôi là đổ rồi anh em. Đổ ra thì nó sẽ dính tiếp theo những que tiếp theo. Với cái hàng ở ngoài cùng đây anh em này. Hàng ngoài cùng đây thì đối với cái đằng sau nó không có thế dựa anh em. Đấy, không có thế dựa thì nhiều khi những con vạc khôn nó vẫn về. Đấy, nó đậu từ đằng sau ấy thì chúng ta sẽ dặm thêm một hàng. Dặm thêm kiểu như thế này. Đấy, cái hàng này thì chúng ta được phép là cắm đứng. Còn tiếp tục đến đầu bên này thì như vậy thôi anh em. Đấy, còn kỹ thuật cắm thì đấy, chỉ chia sẻ cho anh em là con vạc thường thường nó sẽ hất từ mặt ao hất lên. Đấy, và cái bờ nó được nhiều là sẽ ở cái bờ hướng Bắc anh em. Đấy thì cái bờ hướng Bắc thì các bác lưu ý là cắm nó chuẩn vào nhé. Chuẩn thì nó sẽ ok hơn đấy. Đây, đây chúng ta sẽ cắm như thế này. Đó. Tạt vào ngay. Còn đánh vạc này thì nó có nhiều kiểu đánh, mỗi kiểu nó hay một kiểu anh ạ. Chúng ta sẽ cắm như thế này. Đó. Còn cắm ở ruộng thì anh em cắm dựng đứng. Ví dụ anh em đánh bãi ruộng chẳng hạn thì chúng ta sẽ cắm thẳng như thế này. Đó. Còn đánh ở ao thì chúng ta sẽ cắm một kiểu như thế này. Đấy, thì mỗi cái là chúng ta sẽ cắm theo một kiểu. Đấy, nhưng mà kiểu nào thì nó sẽ phù hợp với từng tùy địa hình. Ví dụ như những năm trước là vẫn anh em nhiều anh em là vẫn đánh vạc bãi thì chúng ta sẽ cắm thẳng đứng que. Còn ví dụ anh em mà đánh ở bờ chuông hoặc là mặt ao này thì chúng ta sẽ cắm đổ ra như thế này. Đấy thì con vạc thì nhiều khi nó chằn xuống mô, hai là nó sẽ chằn lên khu vực mình cắm nhựa như thế này thì nó sẽ đạt hiệu quả gọi là tối đa. Cứ như vậy thôi. Con vạc này nó sẽ không đậu xuống mép đâu. Đấy, cái mép dưới này thì nó sẽ không đậu. Con cò bợ thì nó khôn hơn, nó đậu thì các bác đánh là các bác lưu ý là các bác phải phạt sạch nhé. Phạt sạch ở dưới mép. Đấy, ví dụ các anh em đánh cò bợ ở chuông phải phạt sạch hết ở sườn dưới này. Con vạc nó to, nó cồng kềnh hơn thì nó sẽ không xuống mép đâu. Đấy, thì chúng ta sẽ đánh kiểu như thế này. Đấy, cứ cắm như thế này thôi. Như thế là chúng ta triển khai thôi anh em, nó đơn giản thôi mà anh em. Đấy. Còn keo thì em có bán hai loại nha anh em nhé, loại keo A1 và loại keo A2. Thì thời điểm này ngoài miền Bắc thì phải bắt buộc phải sử dụng keo A1, không nó chảy hết anh em. Đấy, còn thời điểm sau này thì chúng ta sẽ sử dụng là keo A2. Đấy, keo A2 thì nó thiện chí là đánh vào cái thời tiết trời lạnh anh em. Đấy, keo lúc đấy độ dẻo, đánh tối được vạc mình đảo keo này thì nó không bị co. Đấy, còn thời điểm nữa lạnh thì chúng ta không sử dụng được keo này. Và nếu mà có sử dụng thì vẫn sử dụng được, nhưng mà đảo keo nó hơi vất vả thôi anh em. Đấy, bởi vì đánh vạc thì đến lúc cái thời điểm nó đi ý. Đấy thì mà chúng ta không triển khai làm nhanh ấy thì tỷ lệ mất vạc nó rất là cao. Đấy, bởi vì cả đêm thì nó chỉ túc tắc ở cái giấc sáng thôi.
Đây, cắm nốt một hàng này nữa là hết keo rồi anh ạ. Còn que lan tre này thì nhà em vót tay anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu sử dụng về que lan vót tay này thì cũng có thể là tham khảo nhé. Số điện thoại thì em vẫn để ở góc màn hình video ấy. Anh em cần tư vấn sâu hơn thì cứ điện đến. Đấy, anh em tư vấn nói chuyện với nhau dễ. Đấy, mình thích đánh con chim gì thì em đều tư vấn được. Bởi vì bên cơ sở là bán đồ săn bẫy thì phải am hiểu về con chim thì mới tư vấn được cho anh em. Hàng này thì chúng ta lại cắm thẳng đứng. Ok, như vậy là xong thôi, khá đơn giản. Ok nhé, video thì chia sẻ cho anh em mới chơi đấy. Anh em xem được video này mà cần keo đánh co vạc thì có thể tham khảo số điện thoại em để ở góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.